Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chắc hẳn là trong cái giai đoạn trước thì các bạn đã nắm được cái mức độ nguy hiểm và cái sự lây lan nhanh chóng của virus corona giữa người với người trong cộng đồng. Thì các bạn đều đã nắm được những phương pháp chúng ta có thể dự phòng, như là chúng ta hạn chế đến những cái nơi đông người này, chúng ta hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người với người, và chúng ta sử dụng những cái phương pháp để chúng ta che chắn, tránh tiếp xúc với những cái giọt bắn hô hấp, như là sử dụng khẩu trang, kính mắt, các loại kính chuyên dụng và găng tay để chúng ta dự phòng những cái giọt bắn đấy lây nhiễm sang cơ thể chúng ta. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu là những cái vật dụng che chắn này nó có thể bảo vệ chúng ta 100% được hay không, hay là bất cứ lúc nào trong mọi tình huống chúng ta đều có thể là sử dụng cái vật dụng này hay không? Như là khi chúng ta ăn này, chúng ta rửa mặt này, thì đấy là những cái thời điểm mà có thể những cái mầm bệnh có thể lây nhiễm ra cơ thể chúng ta. Vậy thì còn những cái phương pháp nào để chúng ta có thể dự phòng nữa? Thì đó là cái việc mà chúng ta sẽ sử dụng những cái phương pháp làm sạch để chúng ta loại bỏ những mầm bệnh đấy khi mà nó đã tiếp xúc với cơ thể chúng ta. Thì chúng ta sẽ sử dụng những phương pháp làm sạch để loại bỏ nó ra khỏi cơ thể chúng ta. Ví dụ như là chúng ta sẽ tiến hành rửa tay này, tiến hành vệ sinh những cái bộ phận đường hô hấp trên như là miệng, họng, mũi, và rửa mắt để loại bỏ những cái dịch tiết những cái giọt bắn đường hô hấp này, nếu chẳng may nó có thể nó sẽ tiếp xúc với cơ thể chúng ta, thì chúng ta sẽ sử dụng những phương pháp này để loại bỏ nó. Vậy thì các bạn đã biết được cách thức để tiến hành những cái biện pháp làm sạch này sao cho đúng và hiệu quả hay chưa? Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của bác sĩ Hoàng Long. Và trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái phương pháp để chúng ta làm sạch những cái bộ phận trên cơ thể của chúng ta mà dễ tiếp xúc với mầm bệnh nhất, như là chúng ta tiến hành rửa tay này, chúng ta tiến hành vệ sinh miệng, họng, mũi bằng phương pháp là chúng ta súc miệng, súc họng này, vệ sinh mũi này, rửa mũi, và sẽ cần thiết sử dụng những cái phương pháp làm sạch này. Thì đầu tiên là khi mà chúng ta bị ho này, hắt hơi, sổ mũi này, thì những cái dịch bắn, dịch tiết đường hô hấp mang theo mầm bệnh từ chính cơ thể chúng ta sẽ lây nhiễm ra bên ngoài, thì chúng ta cần phải tiến hành rửa tay và vệ sinh mũi họng để chúng ta làm sạch những cái dịch bắn, dịch tiết của đường hô hấp này ra khỏi cơ thể chúng ta. Vì các bạn đã biết là những cái triệu chứng như là chúng ta ho này, hắt hơi này, sổ mũi này, đấy là chính là cái việc mà cơ thể chúng ta chống lại những cái mầm bệnh, và cơ thể chúng ta đang đẩy những cái mầm bệnh này ra khỏi cơ thể chúng ta. Thì chúng ta phải tiến hành vệ sinh và làm sạch những cái dịch tiết này để loại bỏ nó ra khỏi cơ thể và tránh lây lan sang những cái người xung quanh, những người khác khi tiếp xúc với chúng ta. Và thứ hai là khi mà chúng ta đến những cái nơi công cộng, chúng ta sử dụng những vật dụng ở nơi công cộng hay là sử dụng những cái phương tiện giao thông công cộng, ví dụ như là khi mà chúng ta đi thang máy, chúng ta bấm những cái nút bấm thang máy này, những cái bệ tì tay, bệ cầm tay ở trong thang máy, hay là những cái cửa, tay nắm cửa ở nơi công cộng, hay khi chúng ta đi những cái phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, taxi, thì chúng ta sẽ tiếp xúc gián tiếp với những cái vật dụng mà người khác đã sử dụng, thì chúng ta sẽ có nguy cơ là sẽ nhiễm những cái mầm bệnh từ người đó, từ những người sử dụng trước đó vào cơ thể chúng ta. Thì khi đó thì chúng ta sẽ phải vệ sinh, đặc biệt là đôi bàn tay của chúng ta là cái bộ phận mà tiếp xúc nhiều nhất. Và thứ ba nữa là khi mà chúng ta tiến hành chăm nom, chăm sóc hay là thăm hỏi những cái người có những cái triệu chứng của bệnh đường hô hấp như là ho, sốt này, sổ mũi này, hay là những cái bệnh thông thường khác nhưng mà điều trị tại những cái cơ sở y tế có những cái nguồn lây, những cái yếu tố nguy cơ cao có thể lây nhiễm. Trước khi chúng ta thăm nom thì chúng ta cũng phải tiến hành rửa tay này để đảm bảo không mang mầm bệnh từ bên ngoài vào. Và trong khi chúng ta chăm sóc, chúng ta đưa thức ăn hay là chúng ta chăm sóc cơ thể cho những cái người bệnh, những người thân của chúng ta đấy, thì chúng ta cũng phải vệ sinh tay để đảm bảo là không lây nhiễm từ cơ thể chúng ta, những cái chỗ mà chúng ta đã tiếp xúc trước đó, lên cơ thể của những cái người bệnh đấy. Bởi vì là họ là những cái người mà có sức khỏe yếu, sức đề kháng đã suy giảm, thì nếu mà tiếp xúc với cái mầm bệnh từ bên ngoài, chúng ta mang từ ngoài vào, thì người ta rất dễ nhiễm bệnh và rất dễ gặp phải những cái gì nặng. Và sau khi chúng ta chăm sóc, chúng ta thăm nom thì chúng ta cũng phải tiến hành rửa tay để loại bỏ những cái yếu tố nguy cơ ở cái khu vực đấy đi, để chúng ta không mang những cái mầm bệnh đấy về nhà hay là mang đến những cái nơi khác. Và tiếp theo là một cái trường hợp cũng rất là quan trọng là khi mà chúng ta tiến hành mua bán, trao đổi với những cái người khác, khi chúng ta mua đồ, chúng ta nhận đồ từ người khác, hay thậm chí là những cái tiền giấy, tiền mặt từ những cái người khác, thì chúng ta cũng phải tiến hành rửa tay. Bởi vì là những cái vật dụng đấy thì nó được
trao đổi giữa rất là nhiều người rồi, nên là chúng ta không biết được là nó có mang theo mầm bệnh hay không, thì cái việc rửa tay khi đó là cũng hết sức cần thiết. Và cuối cùng là khi mà chúng ta tiến hành chế biến thức ăn, chúng ta nấu ăn hay là chúng ta ăn, chúng ta sử dụng tay của mình để đưa những cái thức ăn, thực phẩm vào trong cơ thể của chúng ta, thì đấy chính là cái bước mà từ tay của chúng ta mang theo mầm bệnh vào trong cơ thể của chúng ta, thì sẽ là cái giai đoạn mà cần thiết phải rửa tay để loại bỏ những cái mầm bệnh trước đấy đi, để nó không xâm nhập vào những cái thực phẩm, thức ăn mà chúng ta sẽ ăn. Đấy là những cái thời điểm mà chúng ta cần rửa tay và vệ sinh những cái bộ phận trên cơ thể của chúng ta, những cái bộ phận ở đường hô hấp trên, và vệ sinh mắt là những cái nơi mà dễ tiếp xúc với mầm bệnh nhất. Thì cái việc mà chúng ta tiến hành những cái phương pháp này như thế nào sao cho đúng vậy, rửa tay thì chúng ta có hai phương pháp rửa tay chính, đó là chúng ta rửa tay ướt cùng với nước và xà phòng. Chúng ta có thể sử dụng những cái loại xà phòng chuyên dụng như thế này, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái bánh xà phòng ở gia đình chúng ta, thì cũng có tác dụng là loại bỏ những cái mầm bệnh đấy khỏi bàn tay chúng ta, miễn sao là chúng ta rửa tay đúng quy trình, đúng cách và rửa đầy đủ toàn bộ bàn tay chúng ta. Thứ hai nữa là cái phương pháp rửa tay nhanh là chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm nước rửa tay, dung dịch rửa tay ướt hoặc khô để chúng ta tiến hành rửa tay ở những cái địa điểm công cộng, hoặc là những cái nơi mà chúng ta không có điều kiện chúng ta tiến hành rửa tay ướt với xà phòng, thì chúng ta có thể cũng sử dụng những cái loại nước rửa tay nhanh dung dịch như này, hoặc chúng ta có thể sử dụng những cái dung dịch chứa cồn như là cái chai cồn 70 độ này, thì nó cũng có cái tác dụng là sát khuẩn tay nhanh cho chúng ta rất là hiệu quả. Thì các bước tiến hành rửa tay sao cho đúng và đầy đủ sẽ như thế nào thì các bạn hãy theo dõi video sau đây. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành làm ướt bàn tay và cổ tay hai bên bằng nước. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy một lượng xà phòng vừa đủ khoảng 2ml hoặc là sử dụng bánh xà phòng, và chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh phần mặt trong của bàn tay. Chúng ta sẽ chà hai lòng bàn tay hai bên vào nhau, thực hiện tối thiểu là 10 lần. Tiếp theo chúng ta sẽ chà mặt mu của bàn tay hai bên, tiến hành đặt mặt trong của bàn tay bên này lên mặt mu của bàn tay bên kia, tiến hành chà theo chiều trước sau và tiến hành lần lượt hai bên tối thiểu là mỗi bên 10 lần. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh phần kẽ ngón tay. Chúng ta sẽ đặt bàn tay này đan lên bàn tay bên kia và cũng tiến hành chà theo chiều trước sau, vệ sinh lần lượt hai bên các cái kẽ ngón tay ở hai bên bàn tay, tiến hành tối thiểu mỗi bên là 10 lần. Và tiếp theo chúng ta sẽ vệ sinh phần đầu ngón tay và phần kẽ móng tay bằng việc là chúng ta sẽ chụm bàn tay một bên lại và xoay tròn vào trong lòng bàn tay phía bên kia, tiến hành mỗi bên cũng tối thiểu là 10 lần để vệ sinh phần đầu ngón tay và kẽ móng tay hai bên. Tiếp theo chúng ta sẽ vệ sinh phần ngón cái hai bên bằng việc là nắm tròn lấy ngón cái ở bên đối diện và tiến hành xoay tròn tối thiểu mỗi bên là 10 lần. Mà tiếp theo chúng ta sẽ vệ sinh phần cổ tay hai bên, làm sạch phần cổ tay ở hai bên lần lượt mỗi bên. Và cuối cùng là chúng ta sẽ vệ sinh lại phần đầu ngón tay và kẽ móng tay hai bên một lần nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành dùng nước để xả sạch phần xà phòng ở hai bên bàn tay và cổ tay. Lưu ý là chúng ta sẽ không để cho nước chảy ngược về phía các ngón tay, mà sẽ để cho nước chảy xuôi xuống dưới, để cái phần nước bẩn thì sẽ đi xuôi xuống dưới. Và cuối cùng là chúng ta sẽ lau khô tay bằng khăn sạch. Và đấy là cái phương pháp rửa tay đối với nước và xà phòng, hay chúng ta gọi là phương pháp rửa tay ướt. Còn đối với phương pháp rửa tay khô thì chúng ta cũng tiến hành tương tự các bước như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng cái loại dung dịch rửa tay nhanh, rửa tay khô như này, hoặc là những cái chai cồn 70 độ như thế này thì cũng rất là hiệu quả. Chúng ta sẽ tiến hành các bước tương tự, chúng ta lấy khoảng 3-5ml những cái dung dịch này, và sau đấy thì chúng ta cũng tiến hành rửa tay đối với tương tự những cái bước đi trên. Đầu tiên là ở lòng bàn tay, mu bàn tay, các kẽ ngón tay, đầu ngón tay và ngón tay cái, thì sẽ giúp cho bàn tay của chúng ta được vệ sinh một cách đầy đủ và trọn vẹn, thì giúp loại bỏ những mầm bệnh từ tay của chúng ta khi chúng ta tiếp xúc với những cái nơi có yếu tố nguy cơ cao lấy những mầm bệnh. Tiếp theo nữa thì chúng ta có thể kể đến là những cái biện pháp chúng ta
tiến hành vệ sinh đường hô hấp trên như là miệng, họng và mũi thì chúng ta có thể sử dụng những cái dung dịch hết sức đơn giản và dễ tìm kiếm ở các cái hiệu thuốc như là dung dịch natri chlorid 0,9% như thế này. Đó hay được gọi với cái tên là nước muối sinh lý. Thì chúng ta có thể tiến hành súc họng, súc miệng bằng những cái dung dịch nước muối sinh lý như thế này thì rất là hiệu quả và cái chi phí bỏ ra thì cũng rất là nhỏ thôi. Chúng ta có thể tiến hành súc miệng, súc họng sau những cái thời điểm như là tôi đã kể trên, ở những cái thời điểm nguy cơ lây nhiễm cao như ở trên, hoặc chúng ta có thể thức súc miệng họng thường quy vào các buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Thì chúng ta tiến hành súc miệng và súc họng. Súc họng thì chúng ta phải đưa được cái dung dịch về sâu trong cái họng chúng ta và chúng ta súc. Thì mỗi lần như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành súc miệng và súc họng khoảng 3 đến 5 lần cho một lần súc miệng họng. Đấy, thì chúng ta sẽ làm sạch được khoang miệng và họng của chúng ta, loại bỏ những cái dịch bám đường hô hấp, những cái giọt bám đường hô hấp tiếp xúc với cơ thể chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành rửa mũi bằng chúng ta có thể là sử dụng những cái chai xịt mũi chuyên dụng, những cái chai xịt rửa mũi chuyên dụng, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng cái dung dịch nước muối sinh lý này bằng một cái dụng cụ rất là đơn giản, bằng cái bơm tiêm 10ml này. Chúng ta cũng có thể là sử dụng bơm tiêm 5ml để chúng ta bơm, chúng ta sẽ hút lấy cái nước muối sinh lý, nước muối sinh lý rửa như chúng ta vừa sử dụng để súc miệng họng. Sau đó thì chúng ta sẽ bơm lần lượt vào hai bên mũi chúng ta. Tất nhiên là chúng ta sẽ ở tư thế nghiêng đầu và chúng ta bơm, chúng ta sẽ bịt một bên mũi lại và chúng ta sẽ bơm dung dịch nước muối sinh lý vào một bên còn lại. Và sau đấy thì khi mà nó đi vào khoang mũi chúng ta thì nó sẽ chảy, một là qua mũi, hai là qua phần thành sau họng mà đi xuống miệng chúng ta. Thì chúng ta có thể bỏ những cái phần đấy ra phía ngoài. Mỗi lần chúng ta rửa một bên mũi thì chúng ta có thể rửa từ 3 đến 5 cái bơm tiêm 10ml như thế này. Chúng ta rửa lần lượt hai bên mũi thì nó sẽ làm sạch cái khoang mũi, làm sạch những cái bụi bẩn, những cái yếu tố nguy cơ mầm bệnh mà chúng ta sẽ đã tiếp xúc ở bên ngoài, ra phía bên ngoài, thì sẽ làm sạch cái khoang mũi của chúng ta, giúp cho khoang mũi chúng ta thông thoáng hơn và loại trừ được mầm bệnh. Đó là một cái phương pháp rửa mũi rất là đơn giản. Ngoài ra thì để tiện lợi hơn thì các bạn có thể mua những cái chai xịt mũi, rửa mũi thường quy để mà xịt, chúng ta rửa trong mũi chúng ta khi mà chúng ta không có điều kiện để sử dụng những cái bơm như thế này. Và tiếp theo nữa là một cái phương pháp làm sạch ở phần mắt. Thì phần lớn là chúng ta đều nghĩ là cái virus corona này thì nó chỉ lây truyền qua đường hô hấp, tức là qua những cái đường hô hấp trên như là miệng, họng, mũi của chúng ta. Mà chúng ta nhiều người sẽ không để ý là cái dịch bám đường hô hấp này thì thông qua hai mắt của chúng ta thì cũng có thể là đưa mầm bệnh vào trong cơ thể chúng ta. Vì vậy nên là chúng ta nên rửa mắt thường xuyên, cũng sau những cái thời điểm như tôi đã đề cập ở trên, những cái thời điểm mà dễ lây nhiễm những cái mầm bệnh vào cơ thể chúng ta thì chúng ta cũng nên tiến hành rửa mắt bằng những cái chai dung dịch rửa mắt đơn giản như là nước muối sinh lý rửa mắt chai nhỏ, hoặc là những cái dung dịch rửa mắt thường quy để làm sạch mắt của chúng ta. Thì chúng ta tiến hành rửa mắt của chúng ta mỗi bên khoảng tầm 2-3 giọt thì sẽ làm sạch cho đôi mắt của chúng ta. Và cái việc làm sạch này thì chúng ta có thể tiến hành nhiều lần trong ngày sau những cái yếu tố nguy cơ kia, hoặc chúng ta rửa mắt thường quy từ 3-5 lần trong một ngày thì giúp cho đôi mắt chúng ta sáng hơn và cũng giúp cho là loại trừ những cái mầm bệnh yếu tố nguy cơ tiếp xúc với cơ thể chúng ta. Thông tin đấy là một số những cái phương pháp đơn giản để chúng ta có thể là dự phòng này, chúng ta loại bỏ những cái yếu tố nguy cơ, những cái mầm bệnh có thể vô tình tiếp xúc với chúng ta mà chúng ta không biết được, không quan sát, không để ý được hết. Thì những cái phương pháp này là những cái phương pháp dự phòng cuối cùng để ngăn ngừa những cái loại những cái mầm bệnh, những cái virus corona đó xâm nhập vào sâu trong cơ thể chúng ta và gây bệnh. Vâng, thì hy vọng là các bạn đã học được điều gì đấy trong video của mình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì các bạn hãy để lại một like và subscribe, cũng như là chia sẻ để mọi người cùng biết, để cùng thực hiện những cái biện pháp dự phòng này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Bác Sĩ Long ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.